cậu ngượng lắm ấy. Bây giờ cậu đang nghe mình nói, cậu kiểu cậu mặt cậu bị đỏ ấy, xong kiểu trong người cậu ấy là nhịp tim có thể là đang đập đập nhanh người bình thường một tí, hiểu không? Xong rồi nóng hơi nóng nóng trong tí. Cậu ai mà cậu cũng ngượng. Thôi là nghìn năm vở ấy Tuy luôn, ngượng với Linh, cậu quê. các bạn ơi. Đúng Quỵt. rồi, bây giờ mình nói như thế này này, ngày xưa anh Long anh ý cưa mình ý, là cái văn của anh như này này: Vân ăn cơm chưa, Vân ăn với anh Vân nhớ, Cậu Vân quê. ăn chưa, hôm nay anh ăn cá suối, xong chụp cái ảnh đĩa cá, ở đây mà có Vân ăn cùng thì hay biết mấy. Ôi rồi, hẳn là hay biết mấy các bạn ơi. Cậu quê, con vợ quê, con vợ ngượng, con vợ quê, con vợ ngượng, con vợ té luôn. Ra Ôi, người ta trường đang bye kể chuyện bye, anh cậu nào nữa. hờ. Anh Long văn võ song toàn, con nhà võ giỏi cả văn. Đây đây, bài cưa gái của các bạn, các bạn chuẩn bị sẵn. Hôm nay cô sẽ dạy các bạn lớp cưa gái của thầy Đặng Duy Long, mở ngoặc AKA cụ Ất, đóng ngoặc, mở đầu dòng ra, viết văn cưa gái, gạch đầu dòng thứ nhất: Vân ăn cơm chưa, Vân đang làm gì đấy, Vân ăn với anh Vân nhớ, xong chụp Đó là tình ăn cái cảm gì thì nhớ chụp ảnh, luôn. gạch đầu dòng thứ hai: ăn cái gì nhớ chụp ảnh lại. Ui, ở đây mà có Vân ăn cùng anh thì hay biết mấy, đồ ăn ngon lắm Vân ơi. Vân ăn không anh mang về cho Vân nhớ. Đùa Gạch đầu mại dòng thứ quá, ba, thẹn gạch quá, đầu bé dòng gật đờ gạch đầu dòng thứ ba: đi đến đâu chụp ảnh chỗ đó lại. Anh đang nằm trên xe, đang nhìn ra cửa sổ, anh chẳng nói chuyện với ai, mọi người đang nói chuyện vui lắm nhưng anh không nói chuyện, anh chỉ nhắn tin với Vân thôi. thẹn quá. Đấy, hiểu không? Đấy, người ta gọi là đánh vào tâm lý. Đấy, nó là cái tâm lý, hiểu không? Mình biết là nơi mình đang vui nhộn, đang nhiều người, nhưng mình không chơi với mọi người, mình lại đi ra nhắn tin với người ta, hiểu không? Thế Là cho á, bà Đặng thế thì suy nghĩ á, là ông này, à ông này quan tâm đến mình đấy, nó phải là thế á, bài thế á, chứ thế còn gì á, nữa. thế á, thế á. Nào, các bạn đã nốt hết xuống chưa, để mình gạch thêm mấy cái đầu dòng nữa đây. Bắn đi là chị. Chờ chờ mọi người cứ nói chuyện với chị đi nha, Xong đi vệ chưa? sinh vã. Đi nói chuyện với chị đi nha, đi vệ sinh rồi. Đúng rồi, đi vệ sinh xong đi, đi vào đây, người ta kể phải nhìn mặt cụ Ất cơ. Cụ Ất mờ lô. Đúng rồi, lấy vở lại đi rồi mình sẽ nói cho. Phải chờ có cụ Ất ở đây, xong rồi là mình kể ra, xong phải nhìn cái nét mặt của cụ ý cho cụ phải ngượng. Hôm nay mình muốn là gì? Bóc trần tất cả các bộ bài văn tán gái của cụ ý ra, để sau này nhá, đi đâu mà gặp, nhỡ biết đâu một ngày đẹp trời cụ lại dùng văn để với người khác, đúng không? Cho nên là mình muốn bóc hết tất cả các cái văn tán gái của cụ Ất ra. Chứ cụ để cụ đỡ, các bạn biết cái bài là replay không? Để cụ đỡ replay. Bạn mấy câu tiếng Anh đấy, chị vừa nói tiếng Anh replay đấy. Buổi live hôm nay tại ố. Sao buổi live hôm nay lại hơi tốn nước mắt? Có nói gì đâu mà khóc. Vào nhà vệ sinh lau nước mắt á. Có nói gì đâu mà khóc. Điên là người ta lấy nước tới cười. Em có nói anh này nói chuyện với anh à? Anh hóng hớt đấy. Có người bảo là chị ơi hôm nay like tốn nước mắt quá. À, ok, tại bọn em ok. Tại bọn em cười nhiều quá. Ok, cười chảy nhiều nước mắt là được. Ok. Ui giời, bắt lùi kinh thế. Nào, tiếp. Gạch đầu dòng thứ tư: các bạn phải nhớ là thi thoảng vào nhắn tin cho người ta trước. Ui, hôm nay online mà không. Nhìn mặt của Ất đi. Hôm nay online mà không thèm nhắn tin cho người ta. Nhắn người ta vào rồi, nhắn người ta vào Này, rồi. đừng có để chụp lại tin nhắn. Trước khi em lên kể cho các bạn là em luôn luôn ôn lại bài tập rồi em mới lên em kể. Đừng gãi. Người ta
nghe À không, bạn ơi, online mà không thèm nhắn tin cho mình. Xong chị bảo là, tớ mới bảo là em sợ là kiểu anh bận, anh phải lái xe. Tại vì hôm trước anh ấy bảo mình là ngày mai anh đi đây đi đó rồi, thì mình nghĩ là đang lái xe thì sẽ kiểu nguy hiểm, mình không nhắn. Thế là ngày hôm đấy mình cũng không nhắn luôn. Cụ Ất này, cụ ấy mới đăng cái story lên trên là cụ ấy đang lái xe này này. Thế là mình bảo thôi đang lái xe thì mình không nhắn. Một lúc sau đi vào nhắn tin trách mình. Eo ui, online mà không nhắn tin cho mình. Rồi, rồi rồi bà ơi, bà cái chính là cái giọng của bà kể mọi người mới cười, người ta nhắn tin kiểu eo ơi đâu. Nào, cãi không? Thích Eo cãi ơi. không? Anh có thích Eo cãi ơi không? nghe nghe quýt thật. Eo ơi không nhắn tin cho mình. Eo ơi. Xong rồi các bạn ơi, tức là và gạch đầu dòng thứ 5. Kinh nghiệm của cụ Ất, lùi một bước tiến ba bước. Các bạn biết lùi một bước tiến ba bước là gì không? Cụ Ất là một người, như hôm trước mình đã kể với các bạn rồi, cụ Ất là một người rất tự tin về bản thân. Giống như khi mà đi chụp ảnh với fan ấy, là sẽ ơi giờ các bạn ơi như thế này này, ơi ngại thế, giả vờ kiểu gãi đầu ấy, ơi ngại thế ngại thế, chụp nhanh lên anh ngại lắm, chụp nhanh lên anh ngại lắm. Nhưng mà ấy, khi mà ấy, các bạn đi rồi ấy, các bạn ạ, quay mặt sang với mình, đây cậu lể đi ra đâu, có người nhận ra mình cậu lể đấy. Các bạn phải biết là cụ ý rất là tự tin bản thân, nhưng luôn luôn lùi một bước tiến ba bước. Cụ ý tỏ ra khiêm tốn nhá, không phải là khiêm tốn mà tỏ ra khiêm tốn. Và cách đầu dòng thứ 5, ôi vinh dự thế được nói chuyện với công chúa. Nghe áp lộn. Ui ui nghe lại sai rồi. Được nói chuyện với công chúa xong nhá, cụ còn bảo mình là khi nào gặp nhau làm kiểu ảnh nhé cho mọi người. Tại vì mình bảo là mình đang nói chuyện với cụ Ất, không ai tin. Mình giả vờ mình bảo là ôi mấy đứa em của em nó thích anh lắm, mấy đứa em của em thích anh lắm, chả đứa nào nó tin là em đang nói chuyện với cả idol cả. Ui thế thì lại phải chụp ảnh rồi. Lại ui ui đâu nào... u làm thế. Đâu thì em đang phải chế vào cho nó vui chứ. Ui em nghe sao như thằng bê đê. Ui cái gì ui bà. Ôi mọi người không bênh tôi, mọi người không biết gì cơ. Ôi thật là vinh dự. Ôi không nhắn tin cho người ta à. Ôi nghe ôi quýt thật. Và các bạn ơi, khi mà đã già rồi ý, là lúc nào cũng phải dùng tin cốt hít hít hi hi he he nhá, đúng không? Nói chuyện là lúc nào cũng hi he hít. Già bao nhiêu cái tuổi rồi mà bây giờ nhắn tin vẫn còn hít hít he he. À hi hi. Xong rồi nhắn tin cho mình bảo chứ buồn ngủ quá nhưng mãi nói chuyện với em nên anh ngủ muộn. Gạch đầu dòng thứ 6, đổ dồn quan tâm về phía người ta. Đúng chưa? Bình thường anh không ngủ muộn như thế này đâu, nhưng vì nhắn tin cho em đó. Văn làm cho thế. Làm cho người ta cảm thấy là mình bỏ cái giấc ngủ làm đó. Người ta... Lúc đấy là cái giấc ngủ đối với mình là không quan trọng nữa. À, mình dồn tâm lực gọi là quánh trận đánh luôn, cuối cùng luôn được không? Vào con vợ là con vợ bị say lòng đúng không? Người ta gọi là say tình đấy. Buồn ngủ nhưng mình không ngủ, mình vẫn nhắn tin, mình nói à, cô đấy là con vợ bị say đấy. Làm cho người ta cảm thấy là người ta được quan trọng. Nhưng các bạn gái ạ, hãy thi thoảng chơi bài mất tích một hôm là cụ ý bị vứt hết tất cả các bài kia luôn. Đâu rồi? Đi đâu rồi? Tức là ấy, tất cả những cái văn mà cụ ý dở ra là cụ ý là một người nhẹ nhàng này, tinh tế này, biết chiều chuộng phụ nữ, đến cái ngày hôm mà mình mất tích ấy, cụ ý vứt bố nó hết. Đâu rồi? Đi đâu rồi? Sao lại offline 5 tiếng? Làm gì mà offline 5 tiếng? Ôi nói chung là vui cười lắm mọi người ơi. Làm gì mà offline 5 tiếng thế? Đi đâu thế? Làm gì thế? Vứt hết. Chốt lại vẫn là ghen. Xong rồi là mình mới chơi lại cái bài mà mình mới chơi lại cái bài là em bận. Đúng không?
Tức là mình phải chơi cái bài chảnh chó một tí, các bạn hiểu không? Chảnh chó một chút, chảnh chó a little bit. Xong mình bảo em đi vào viện. Thì mình cũng chụp là mình cũng đang truyền thật, tại vì hôm đấy mình bị mệt, mình phải vào viện mình truyền. Xong em đi vào viện, xong bắt đầu cụ bắt đầu dở văn quan tâm. Em ăn gì không? Anh ship nho vào cho em ăn nhá. Xong mình bảo là em không ăn được đâu, ở trong này mọi người cũng mua nho cho em mà. Ui, một cân nho của mọi người mua không bằng một quả nho anh mua cho em đâu nhá. Ui ui nghe hai mấy chữ ui. Ăn nho của em, ăn nho anh mua nó khác nhá. Xong rồi là hôm sau kiểu cụ giả vờ kiểu cụ đi giáo giết, cụ đi tìm mình ấy. Em về chưa? Xong em ăn cháo chưa? Thế xong mình bảo là em đang ở nhà rồi. Thế mà bảo mình, à đâu, thế mà không bảo mình. Xong giả thi thoảng giả vờ giận dỗi ấy. Về rồi mà không bảo mình. Con vợ này về rồi mà không bảo mình. Xong rồi là xong bảo là anh vào thăm Vân nhá. Xong ý mình bảo, mình mới bảo là không được đâu anh ạ, cái thứ này kia. Anh đừng vào đây, cái thứ này nọ. Xong rồi là mình mới giả vờ mình kêu là thôi em trốn rồi. Em trốn à, anh vào Chồng anh ỉa chồng ở chồng trong viện ai? luôn. Chồng chồng chồng. Châm châm, bây giờ không nói gì được, bây giờ chỉ có kiểu châm châm châm. Con nói gì được không? Con gì để Lộ nói hết không? cả vằn. Con gì để nói không? Con gì để nói không? Cụ suy rồi đấy. Các bạn ơi, còn nhiều bài lắm, nhiều bài lắm. Nhưng mà mình sẽ bóc dần, bóc dần. Bóc dần, bóc a little bit, a little bit. Suy rồi, suy rồi. Nói chung là câu chuyện này bà kể có vẻ tầm 80% rồi, nhưng mà mấy cái câu ui ui không có. Câu ui Mình ui sẽ ui chụp cho các bạn xem các cái tin cốt của anh Long. Fact. ui. Mình sẽ chụp cho các bạn xem. Nó lại là hộ cái luôn. Chụp cho các bạn xem luôn. Tin nhắn các bạn phải nhớ này. Khi mình kể một câu chuyện nào ấy, là mình luôn up theo tin nhắn cho các bạn đọc, đúng không? Kể cả câu chuyện 20 triệu, mình cũng up tin nhắn cho các bạn đọc, đúng không? Cái câu chuyện cụ ất ghen bệnh hoạn, mình cũng up cho các bạn xem, đúng không? Đấy, cũng sặc rồi. Cụ sặc rồi đấy. Sặc nước rồi. Hiểu sao lúc Người nào cũng chồng bị bất lực. Cụ suy quá, cụ bất lực. ơi. Em vợ nói chuyện với mọi người thì đi, anh ra live đột kích đây.